Tại sao Mohamed Salah có biệt danh là ngôi sao một mùa? Ghi 8 bàn thắng và kiến tạo 6 lần, đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng vua phá lưới Ngoại hạng Anh 2024-2025. Mohamed Salah tiếp tục có một khởi đầu ấn tượng trong màu áo Liverpool. Tiền đạo người Ai Cập đang nối dài những ngày tháng huy hoàng của sự nghiệp, dù đã bước sang tuổi 32. Dẫu vậy, ngay cả khi liên tục tỏa sáng trong suốt 8 năm thi đấu cho Lữ đoàn đỏ, Mo Salah vẫn là một cái tên bị gắn liền với danh xưng ngôi sao một mùa. Thật lạ lùng và trớ trêu khi thậm chí ngay cả một bộ phận người hâm mộ Liverpool cho tới thời điểm hiện tại vẫn mang trong mình tâm lý không thừa nhận tài năng và sự vĩ đại của ngôi sao xuất sắc nhất đội bóng. Mohamed Salah là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử Liverpool và Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, không ít lần anh bị gán cho biệt danh là ngôi sao một mùa bởi một số người hâm mộ và chuyên gia bóng đá, đặc biệt là sau mùa giải 2017-2018 đầy ấn tượng. Sau khi gia nhập Liverpool từ AS Roma vào mùa hè 2017, ngay trong mùa giải đầu tiên, anh đã ghi được 44 bàn thắng trên mọi đấu trường, trong đó có 32 bàn thắng tại Ngoại hạng Anh, phá vỡ kỷ lục 31 bàn thắng trong một mùa giải mà huyền thoại Alan Shearer đã thiết lập từ mùa giải 1993-1994, điều mà ngay cả những chân sút siêu đẳng bậc nhất thế giới như Cristiano Ronaldo, Thierry Henry hay Suarez cũng chưa làm được. Màn trình diễn này không chỉ giúp Salah trở thành ngôi sao sáng giá mà còn đưa Liverpool vào trận chung kết Champions League. Tuy nhiên, chính sự bùng nổ này lại khiến nhiều người hoài nghi rằng Salah sẽ khó lòng duy trì phong độ cao như vậy trong những mùa giải tiếp theo. Một số ý kiến cho rằng anh chỉ là hiện tượng một mùa và sẽ sớm lụi tàn. Về mặt chuyên môn, sự hoài nghi ấy là có cơ sở, bởi Ngoại hạng Anh đã chứng kiến vô số hiện tượng sớm nở tối tàn, những ngôi sao băng vụt qua sân cỏ nước Anh chỉ trong một mùa giải rồi biến mất không kèn không trống như Michu, Andy Carroll, Papa Cisse hay Robinho. Sau mùa giải 2017-2018, sự kỳ vọng dành cho Salah tăng cao, người hâm mộ và giới chuyên môn kỳ vọng anh sẽ tiếp tục ghi bàn với tần suất tương tự. Nhưng khi Salah không thể tái hiện cùng một số lượng bàn thắng khổng lồ trong mùa giải tiếp theo, anh bắt đầu phải đối mặt với những lời chỉ trích. Mặc dù vẫn là một trong những cầu thủ ghi bàn hàng đầu của Liverpool, việc không thể phá vỡ kỷ lục mùa đầu tiên đã khiến anh bị gắn nhãn là ngôi sao một mùa. Bên cạnh đó, lối chơi của Salah trong mùa giải đầu tiên khoác áo Liverpool cũng bị đánh giá là khá một màu. Anh thường tận dụng tốc độ và khả năng rê bóng tốt để thực hiện những tình huống cut inside từ hành lang biên phải. Nhiều chuyên gia nhận định sở dĩ Salah có thể bùng nổ trong khâu ghi bàn chủ yếu là nhờ hệ thống chiến thuật đặc thù của Klopp, cũng như sự hy sinh của hai tiền đạo khác là Sadio Mane và Roberto Firmino. Trong mùa giải 2017-2018, Mane phải chuyển sang thi đấu ở cánh trái và vai trò chủ yếu của anh là di chuyển, khuấy đảo hành lang biên để tạo khoảng trống cho Salah xâm nhập vòng cấm. Đối với Firmino, tiền đạo mang áo số 9 hoàn toàn thi đấu lùi sâu và đóng vai trò làm tường, kết nối, luân chuyển bóng ra hai biên. Salah được cho là đã hưởng lợi rất nhiều từ chiến thuật này và truyền thông thì luôn nhận định rằng anh sẽ sớm bị bắt bài ở mùa giải tiếp theo. Một yếu tố nữa khiến người ta nghi ngờ năng lực của Salah chính là màn trình diễn thảm họa của anh khi còn khoác áo Chelsea vào mùa giải 2013-2014. Tiền đạo người Ai Cập khi ấy được Mourinho mua về trong phiên chợ đông với giá 13 triệu bảng từ FC Basel, nhưng mục đích chủ yếu là để ngăn Liverpool bổ sung lực lượng trong bối cảnh Lữ đoàn đỏ đang đua vô địch cùng Man City. Nửa mùa giải khoác áo Chelsea chứng kiến những pha xử lý hết sức nghiệp dư của Salah, và đó là lý do khiến anh phải phiêu bạt sang tận Syria, lần lượt khoác áo Fiorentina và AS Roma trước khi một lần nữa bước ra ánh sáng. Có thể nói, ngay cả khi đã phá vỡ kỷ lục ghi bàn tồn tại hơn 20 năm tại Ngoại hạng Anh, trong mắt giới truyền thông xứ sở sương mù, Salah khi ấy vẫn chỉ là một hiện tượng đang đạt điểm rơi phong độ, chứ không phải là một cầu thủ thực sự đẳng cấp. Để rồi, phần còn lại của lịch sử đã chứng minh rằng những kẻ chê bai Salah chẳng biết gì về bóng đá. Những tố chất thiên tài của một ngôi sao tấn công đã được Pharaoh Ai Cập thể hiện hết lần này đến lần khác, đập tan mọi sự hoài nghi về đẳng cấp và trình độ chơi bóng của anh. Tính đến thời điểm hiện tại, sau 8 mùa giải bùng nổ trong màu áo của The Cop và giành được mọi danh hiệu cấp câu lạc bộ, nhận định cầu thủ một mùa được gán cho Salah giờ đây mang một ý nghĩa hài hước và trào phúng khi được chính người hâm mộ Liverpool dùng để châm biếm những kẻ đã chỉ trích Salah trước đây. Mặc dù không thể lặp lại thành tích ghi 44 bàn trong một mùa giải, Salah vẫn duy trì hiệu suất ghi bàn ấn tượng qua từng năm. Sau mùa giải 2017-2018, anh tiếp tục ghi trung bình hơn 20 bàn mỗi mùa tại Ngoại hạng Anh, một con số rất ấn tượng cho bất cứ tiền đạo nào. Mùa 2018-2019, Salah ghi 22 bàn tại Ngoại hạng Anh, giành danh hiệu vua phá lưới lần thứ hai liên tiếp và giúp Liverpool lọt vào trận chung kết Champions League.
nơi họ đánh bại Tottenham để giành chức vô địch. Mùa 2019-2020, anh ghi 19 bàn tại Ngoại hạng Anh và giúp Liverpool vô địch giải đấu sau 30 năm chờ đợi. Mùa 2020-2021, Salah tiếp tục duy trì phong độ với 22 bàn thắng tại Ngoại hạng Anh, dù Liverpool gặp nhiều khó khăn vì chấn thương của các trụ cột. Mùa 2021-2022, Salah ghi 23 bàn tại Ngoại hạng Anh và chia sẻ danh hiệu vua phá lưới cùng với Son Heung-min. Mùa 2022-2023, Liverpool tiếp tục rơi vào cuộc khủng hoảng nhân sự và lần đầu tiên trong kỷ nguyên của Jurgen Klopp, họ bị rớt khỏi nhóm dự Champions League. Dẫu vậy, điều đó cũng không thể ngăn cản Salah ghi tới 19 bàn và 12 kiến tạo tại đấu trường Ngoại hạng Anh. Mùa 2023-2024, Liverpool trở lại đường đua vô địch nhưng bị hụt hơi trong giai đoạn cuối và Salah tiếp tục đóng vai trò chân sút chủ lực của đội bóng thành phố Cảng với 18 bàn thắng và 10 kiến tạo tại đấu trường quốc nội. Không chỉ ghi bàn, Salah còn đóng góp rất nhiều vào lối chơi chung của Liverpool. Anh thường xuyên kiến tạo, tham gia phòng ngự và là một phần không thể thiếu trong hệ thống pressing của huấn luyện viên Jurgen Klopp. Salah đã có những màn trình diễn xuất sắc trong các trận đấu lớn như ghi bàn vào lưới Manchester United, Manchester City và Arsenal. Salah thường bị so sánh với những cầu thủ như Lionel Messi, Cristiano Ronaldo hay Robert Lewandowski, những người có khả năng ghi 40-50 bàn thắng mỗi mùa trong nhiều năm liên tiếp. Điều này vô tình tạo ra áp lực và dẫn đến những nhận định không công bằng về Salah. Thực tế, việc duy trì phong độ như vậy là rất khó khăn, đặc biệt trong môi trường cạnh tranh khắc nghiệt như Ngoại hạng Anh. Một yếu tố khác ảnh hưởng đến hiệu suất ghi bàn của Salah là vấn đề chấn thương và lịch thi đấu dày đặc. Với việc phải thi đấu ở nhiều đấu trường như Ngoại hạng Anh, Champions League và các giải đấu quốc tế, Salah thường xuyên phải đối mặt với sự mệt mỏi và nguy cơ chấn thương. Dù vậy, anh vẫn luôn nỗ lực ra sân và đóng góp cho đội bóng. Truyền thông Anh nổi tiếng với sự khắc nghiệt và dễ dàng đưa ra những lời chỉ trích. Salah không phải là ngoại lệ khi anh liên tục bị soi mói từ phong độ thi đấu đến đời sống cá nhân. Các lời chỉ trích này đôi khi thiếu công bằng và không phản ánh đúng giá trị thực sự của anh. Trong sự nghiệp của mình tại Liverpool, Salah đã giành được nhiều danh hiệu cá nhân quan trọng, bao gồm 3 lần giành danh hiệu vua phá lưới Ngoại hạng Anh, cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải của PFA, nhiều lần được bầu chọn vào đội hình tiêu biểu của PFA. Salah cũng đóng góp quan trọng vào các danh hiệu tập thể của Liverpool, bao gồm chức vô địch Champions League mùa 2018-2019, vô địch Ngoại hạng Anh mùa 2019-2020, vô địch FIFA Club World Cup và Super Cup châu Âu 2019, Cúp Liên đoàn Anh và FA Cup. Mohamed Salah không chỉ là biểu tượng tại Liverpool mà còn có sức ảnh hưởng lớn đến toàn cầu. Anh là một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất châu Phi và Trung Đông, trở thành hình mẫu của thế giới Hồi giáo. Salah thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện, góp phần xây dựng quê hương và giúp đỡ những người khó khăn. Biệt danh ngôi sao một mùa không phản ánh đúng năng lực của Mohamed Salah. Thành tích ghi bàn ổn định, những đóng góp toàn diện cho lối chơi của Liverpool cùng với các danh hiệu cá nhân và tập thể mà anh đã giành được đã chứng minh Salah là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bóng đá hiện nay. Những lời chỉ trích nhằm vào anh thường xuất phát từ sự kỳ vọng không thực tế hoặc sự so sánh không công bằng. Salah không chỉ là ngôi sao sáng tại Liverpool mà còn là một biểu tượng toàn cầu, minh chứng cho sự nỗ lực và tài năng vượt trội trong bóng đá hiện đại. Biệt danh ngôi sao một mùa chỉ là một quan điểm phiến diện và không thể làm lu mờ đi di sản mà Salah đã và đang xây dựng trong sự nghiệp. Hoặc chúng ta có thể diễn giải danh xưng này theo một cách khác. Ngôi sao một mùa, 8 mùa đều tỏa sáng như một.